kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại các khán giả thân thiết của Tuệ Tâm Giác Ngộ trong video ngày hôm nay. Thật chúc các cô chú, các anh chị và các bạn sẽ có một ngày mới thật vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhé. Các bạn thân mến, chúng ta thường có thói quen là giữ lại những thức ăn thừa sau khi không ăn hết, bởi vì là sau đó có thể hâm lại và có thể sử dụng nốt một cách nhanh chóng. Việc bảo quản thức ăn trong ngày thì có thể chấp nhận được, nhưng khi bảo quản thức ăn qua đêm thì có khá nhiều vấn đề cần phải lưu ý, bởi vì có một số loại thực phẩm, đặc biệt là 7 món ăn dưới đây có nguy cơ gây ngộ độc, rối loạn tiêu hóa khi bảo quản qua đêm không đúng cách. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề này trong video ngày hôm nay. Chuyên gia cảnh báo 7 món ăn tuyệt đối không được hâm nóng lại, kẻo tạo thành chất độc cực hại cho sức khỏe. Kính chào quý cô bác và anh chị đang theo dõi video của kênh Tuệ Tâm Giác Ngộ. Kính thưa quý cô bác và anh chị thân mến, hầu hết gia đình người Việt chúng ta thường rất tiết kiệm nên hay có thói quen giữ lại thức ăn thừa để dành đến ngày hôm sau hâm nóng lại rồi ăn tiếp để tránh lãng phí. Tuy nhiên, thói quen này lại có thể đem tới những tác hại khôn lường. Điển hình, hôm nay video của kênh Tuệ Tâm Giác Ngộ sẽ thông tin đến quý cô bác và anh chị 7 món ăn nếu để qua đêm và hâm nóng lại để ăn thì sẽ gây ra nguy cơ rối loạn tiêu hóa, đi ngoài kéo dài, thậm chí gây ngộ độc nguy hiểm. Thứ nhất, cơm nguội. Rất nhiều người có thói quen ăn cơm không hết sẽ cho vào tủ lạnh, khi nào muốn ăn thì lấy ra và hâm nóng lại. Thế nhưng theo các chuyên gia, tốt nhất là cô bác và anh chị đừng nên ăn cơm nguội để quá một ngày, vì sau thời gian đó thì vi khuẩn rất dễ có thể xâm nhập và tạo ra các loại độc tố gây hại cho cơ thể. Đặc biệt, cơm để ở nhiệt độ thường trong thời gian càng lâu thì lượng vi khuẩn và độc tố trong cơm sẽ càng nhiều. Do đó, khi ăn cơm nhiễm khuẩn, chúng ta có thể sẽ bị đi ngoài kéo dài, thậm chí là bị ngộ độc thực phẩm. Theo khuyến cáo của các chuyên gia, thì nếu như cô bác và anh chị muốn bảo quản cơm nguội thì chỉ nên để trong tủ lạnh trong khoảng 24 tiếng đổ lại. Và khi đem cơm nguội ra ăn thì chỉ được hâm lại một lần duy nhất để hạn chế sản sinh độc tố. Nhưng cất lại cơm nguội chỉ là trường hợp bất khả kháng. Để an toàn nhất cho sức khỏe thì cô bác và anh chị chỉ nên ăn cơm khi vừa nấu xong mà thôi. 2. Khoai tây. Trong khoai tây có chứa rất nhiều vitamin C, B6, kali tốt cho sức khỏe. Nhưng những chất dinh dưỡng này sẽ bị mất đi khi chúng ta đem khoai tây đi hâm nóng lại. Thậm chí, việc hâm nóng khoai tây còn khiến các chất dinh dưỡng bị biến chất, có thể sản sinh ra vi khuẩn gây hại, khiến cho người ăn có thể bị nhiễm độc gây mắc ói, đau bụng. Vì thế, khoai tây dù chế biến theo cách nào, bất kể là khoai tây luộc, rán, xào, nướng, hầm thì chúng ta đều không nên nấu lại để an toàn cho sức khỏe. 3. Nấm. Trong nấm có chứa rất nhiều các vitamin và chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, thậm chí còn chứa cả những chất chống oxy hóa, có khả năng chống lại sự hình thành các khối u. Thế nhưng, cơ thể chúng ta chỉ nhận được những chất dinh dưỡng này khi ăn nấm mới vừa nấu xong mà thôi. Còn nếu như chúng ta cất nấm thừa và hâm nóng lại vào hôm sau thì sẽ làm mất đi chất dinh dưỡng, vitamin và protein trong nấm, thậm chí khiến cho các protein này bị phân hủy, sinh ra độc tố vào các gốc tự do, gây ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa. 4. Cải bó xôi. Cải bó xôi được các nhà dinh dưỡng học coi là một siêu thực phẩm do hàm lượng dinh dưỡng dồi dào và đa dạng. Tuy nhiên, loại rau này cũng chứa rất nhiều chất nitrat nên việc hâm lại để ăn sẽ khiến nitrat trong rau chuyển hóa thành các chất gây hại cho sức khỏe, đặc biệt gây nên bệnh ung thư. 5. Hải sản. Hàm lượng đạm trong các loại hải sản rất cao, nếu đun lại lần hai sẽ khiến đạm bị phân hủy và sinh ra một lượng lớn các độc tố gây hại cho chức năng gan, thận. Hơn nữa, hải sản cũng dễ bị nhiễm khuẩn và nếu hâm lại để ăn thì vi khuẩn có trong hải sản có thể sinh sôi thêm và gây ra ngộ độc, rối loạn tiêu hóa, rất có hại cho sức khỏe. 6. Thịt gà. Khi chúng ta đem thịt gà đi hâm nóng, miếng thịt gà khó có thể đạt được độ nóng đồng đều. Ví dụ có một số chỗ đã nóng, thậm chí cháy nhưng một số chỗ còn nguội. Mà nếu trong quá trình đun nóng, miếng gà chín không đều sẽ dẫn đến tình trạng phân hủy hàm lượng protein không đều, từ đó gây nên chứng kích thích ruột và dạ dày khi ăn vào, cũng như gây nên nguy cơ bị đau bụng, đi ngoài kéo dài. Chính vì vậy, nếu như muốn hâm nóng lại thịt gà một cách an toàn, thì cô bác và anh chị cần đun nóng đều và kỹ thịt gà để không xảy ra tình trạng chỗ nóng, chỗ nguội trên miếng thịt. 7. Trứng.
Trứng sau khi nấu chín, nếu để trong tủ lạnh sẽ rất dễ bị vi khuẩn xâm nhập, mà dù chúng ta có đem hâm nóng lại cũng không thể loại bỏ hết các loại vi khuẩn này. Đặc biệt là với trứng ốp la hoặc lòng đào có phần lòng đỏ chưa chín thì vi khuẩn càng dễ sinh sôi và tạo nên độc tố gây hại. Hơn nữa, trứng đã chiên hoặc luộc mà đem hâm nóng lại ở nhiệt độ cao sẽ khiến hàm lượng protein trong trứng bị tiêu hủy, thậm chí bị biến thành độc tố ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa, gây đầy hơi, khó tiêu, thậm chí là ngộ độc. Tóm lại, chúng ta có thể thấy rằng không phải đồ ăn nào cũng có thể đem hâm nóng lại. Vì vậy, nếu muốn an toàn thì chúng ta chỉ nên nấu lượng vừa phải và ăn hết trong bữa, tránh để lại sang bữa sau, vừa không tốt cho sức khỏe, vừa có nguy cơ bị nhiễm độc. Thưa quý vị, thực phẩm chúng ta ăn vào hàng ngày thì không tránh khỏi có những độc tố gây hại cho cơ thể. Việc trao đổi chất và thải độc cho cơ thể được diễn ra liên tục để đảm bảo cơ thể luôn sạch sẽ và khỏe mạnh. Và cơ quan đảm trách nhiệm vụ nặng nề này không ai khác đó chính là lá gan của chúng ta. Để có một lá gan khỏe mạnh và giúp cho gan thải độc tốt hơn, cũng có những thực phẩm rất hữu hiệu hỗ trợ cho chức năng này của gan. Hãy tăng cường ăn thêm ngay 3 loại rau và 2 loại hoa quả dưới đây để cơ thể được lọc sạch độc tố các bạn nhé. Cùng theo dõi. Gan thích nhất 3 rau, 2 quả. Ăn thường xuyên, cơ thể tự lọc sạch độc tố. Kính thưa quý cô bác và anh chị thân mến, chúng ta đều biết rằng gan là một cơ quan chuyển hóa quan trọng của cơ thể con người và có chức năng quan trọng là giải độc cho cơ thể. Gan cũng là cơ quan lưu trữ và cung cấp máu quan trọng của cơ thể con người, vì vậy sức khỏe của gan được xem là có sự tác động rất quan trọng đối với sức khỏe. Theo quan điểm của Đông y, trong cơ thể con người thường có nhiều độc tố và nếu chúng tích tụ quá nhiều thì về lâu dài sẽ gây hại nghiêm trọng đến gan, bào mòn sức khỏe, đặc biệt là tuổi thọ của con người. Do đó, chúng ta phải chú trọng đến việc đào thải độc tố trong cơ thể để vừa giảm gánh nặng cho gan, vừa giúp bảo vệ sức khỏe ổn định. Và phần tiếp theo của video hôm nay sẽ thông tin cho quý cô bác và anh chị về 3 loại rau và 2 loại quả có tác dụng lọc sạch độc tố cũng như bảo vệ gan vô cùng hiệu quả. 3 loại rau rất tốt cho gan. 1. Tần ô, cải cúc. Tần ô hay còn gọi là cải cúc là loại rau có mùi thơm độc đáo, giá trị dinh dưỡng cao và đặc biệt là chứa nhiều dưỡng chất tốt cho gan. Ngày xưa ở Trung Quốc, tần ô còn được xem là món ăn của hoàng đế bởi nó có công dụng cực tốt cho sức khỏe. Một trong những công thức chế biến món tần ô giúp thải độc gan hiệu quả đó là tần ô sốt mè. Để làm món này, đầu tiên cô bác và anh chị cần đem rau tần ô đi rửa sạch, sau đó cho vào nước nóng, thêm vào một chút dầu ăn, chần trong khoảng 2 phút rồi vớt rau ra và vắt kiệt nước. Tiếp đến, cô bác và anh chị sẽ băm nhuyễn tỏi trộn với ớt khô, đồng thời đổ thêm một ít dầu nóng vào hỗn hợp tỏi ớt để tạo mùi thơm và dưới tất cả lên chỗ rau tần ô. Cuối cùng, cô bác và anh chị sẽ cho vào cối xay 4 thìa mè rang, 1 thìa dầu hào, chút đường và nước, xay cho nhuyễn và sau đó dưới tất cả lên hỗn hợp rau ban nãy là chúng ta đã hoàn thành món tần ô sốt mè cực tốt cho gan. 2. Mướp đắng. Mướp đắng là loại quả rất giàu chất xơ và vitamin C, thậm chí nó còn được mệnh danh là dưỡng chất vàng nuôi gan, cho nên ăn nhiều mướp đắng sẽ giúp chúng ta bảo vệ gan rất tốt. Một trong những công thức dưỡng gan, thải độc gan từ mướp đắng được các chuyên gia đề xuất đó là món mướp đắng xào mộc nhĩ, cà rốt, trứng. Với món ăn này, đầu tiên chúng ta sẽ đem cắt mướp đắng làm đôi, loại bỏ phần hạt bên trong và cắt mướp đắng thành từng lát mỏng. Tiếp đến, cà rốt sẽ đem thái sợi lớn, tỏi thì đập dập và mộc nhĩ thì đem ngâm nước. Sau đó, chúng ta sẽ đun nước trong nồi, cho một ít dầu và muối vào sau khi nước sôi. Tiếp đến là trần mướp đắng khoảng 30 giây rồi vớt ra và cuối cùng là trần cà rốt và nấm trong 1 phút. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ đập 2 quả trứng vào bát, thêm muối, cho vào chảo chiên chín rồi vớt ra. Cuối cùng, chúng ta sẽ đun nóng dầu, cho tỏi vào phi thơm, chút mướp đắng vào xào nhanh, rồi thêm các nguyên liệu còn lại vào, nêm nếm gia vị vừa ăn, xào chín và dọn ra đĩa. Chỉ vậy thôi là chúng ta đã có một món ăn vừa giúp thanh lọc, giải độc cơ thể, vừa giúp giữ dáng, dưỡng da vô cùng hiệu quả. 3. Cà chua. Nhiều người không biết rằng cà chua còn được công nhận là thần dược bổ gan tự nhiên trong số các loại rau quả. Bởi vì chất lycopene trong cà chua có lợi cho việc xây dựng một lá chắn bảo vệ cho gan.
Về món ăn bổ gan làm từ cà chua thì cô bác và anh chị nên thử làm món trứng bát cà chua. Để thực hiện món ăn này, đầu tiên cô bác và anh chị cần rửa sạch, lột vỏ và cắt hạt lựu cà chua rồi cho vào đó một thìa đường, ướp trong 1 phút để cà chua tiết ra nước. Tiếp đến, cô bác và anh chị sẽ đem tỏi đi băm nhuyễn để dùng sau. Bước thứ hai, cô bác và anh chị sẽ đập 4 quả trứng vào bát, thêm vào một chút muối đánh tan và sau đó là đem chiên trên lửa lớn. Cuối cùng, cô bác và anh chị cần đun nóng lại dầu, cho hành tỏi vào phi thơm, đổ cà chua vào, xào 5 phút trên lửa vừa và nhỏ. Sau cùng là cho nước sốt vào xào, nêm nếm lại gia vị một lần nữa rồi bày ra đĩa. Hai loại quả tốt cho gan. 1. Nho. Nho là một loại quả có chứa nhiều vitamin, đường gluco và axit amin, do đó nó được ví như thần hộ mệnh của gan. Bên cạnh đó, chất polyphenol và anthocyanin có trong nho cũng là hai chất chống oxy hóa tự nhiên và vô cùng tốt cho gan. Không chỉ nho tươi mà nho khô cũng được xem là thực phẩm bảo vệ và thải độc gan. Điển hình, một trong số những cách bảo vệ gan hiệu quả mà các chuyên gia khuyên dùng chính là uống một ly nho khô ngâm nước ấm mỗi ngày sau khi thức dậy. 2. Đu đủ. Đu đủ mềm, ngọt là loại quả cực tốt cho phụ nữ, rất hữu ích cho việc giảm cân và dưỡng da. Không chỉ vậy, đu đủ còn có một lợi ích tuyệt vời khác, đó là có thể giúp gan hạ hỏa và bảo vệ gan. Đu đủ chứa nhiều loại axit amin và một lượng lớn vitamin C, cũng như các chất dinh dưỡng đặc biệt như axit oleanolic và các enzyme phân giải protein nên có khả năng bảo vệ gan một cách toàn diện. Đu đủ thích hợp dùng để ăn kèm với sữa chua, rất ngon và tốt cho sức khỏe, đặc biệt là tốt cho gan. Tuy nhiên khi ăn đu đủ, cô bác và anh chị cần lưu ý một điều, đó là đu đủ là trái cây nhiệt đới nên không nên cất vào tủ lạnh sau khi mua về vì không khí lạnh và độ ẩm trong tủ lạnh dễ khiến đu đủ nhanh hư. Thay vào đó, cách bảo quản đu đủ đúng là dùng màng bọc thực phẩm bọc lại rồi cuốn vào trong một tờ báo và đặt nó ở một nơi mát mẻ. Vậy là video hôm nay của kênh Tuệ Tâm Giác Ngộ đã đem đến cho quý cô bác và anh chị khá nhiều thông tin bổ ích liên quan đến việc chăm sóc, thải độc và bảo vệ lá gan cũng như sức khỏe. Hy vọng rằng cô bác và anh chị sẽ lưu ý đến những kiến thức và phương pháp được đưa ra trong video này để áp dụng vào cuộc sống cũng như dựa vào đó chăm sóc cơ thể của mình và gia đình tốt hơn mỗi ngày. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác, anh chị ở những video lần sau.